Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Phát hiện tấm ảnh chồng chụp chung với chị dâu, tôi hóa đá khi biết sự thật trớ trêu. Một hôm tôi dọn dẹp phòng thì tình cờ nhìn thấy bức ảnh của chồng chụp chung với một người con gái. Tôi bụng rủng tay chân khi nhận ra người đó là ai. Đó là những lời mở đầu cho dòng tâm sự ngày hôm nay. Và để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, bây giờ ta sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi và chồng quen nhau trong một lần đi tình nguyện. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có ấn tượng với anh bởi vẻ bề ngoài đẹp trai, lạnh lùng, cũng có phần ấm áp, đôi mắt có một chút gì đó buồn buồn. Phải khó khăn lắm tôi mới làm quen được với anh và biết được lý do tại sao ánh mắt của anh buồn đến vậy. Hóa ra anh mới chia tay với người yêu 5 năm, giờ cô ấy đi du học và không có ý định về nước nữa. Tôi đã dùng đủ mọi cách để tiếp cận được với anh, quan tâm anh. Nước chảy đá mòn, cuối cùng anh cũng nhận ra tấm chân tình của tôi. Lúc đó anh là sinh viên năm 3, còn tôi mới là cô sinh viên năm nhất. Anh vẫn chưa quên được người cũ, em có trách anh không? Em sẽ không quan tâm đến quá khứ của anh, ai mà chẳng có quá khứ hả anh? Chỉ cần hiện tại và tương lai, anh yêu em là đủ rồi. Và thế là chúng tôi yêu nhau. Trong ví anh có để hai bức ảnh, một là ảnh chụp tôi và anh, một là ảnh anh và chị ấy. Anh nói muốn giữ lại kỷ niệm đẹp đẽ đó, tôi tôn trọng anh và không nói gì. Cũng không quan tâm đến người con gái đó là ai. Vì quãng thời gian yêu nhau, anh đối xử với tôi rất tốt. Với lại, tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối nên không hề ghen tuông điều gì cả. Anh bên tôi suốt mấy năm đại học. Khi ra trường được một năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Nói thêm về gia đình nhà chồng, anh là em út trong gia đình có hai anh em trai. Nhưng anh trai của anh đang đi du học ở nước ngoài. Vì vậy bố mẹ muốn con cái ở chung để nhà cửa đông vui và đỡ hiu quạnh. Bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt nên gần như chưa bao giờ xảy ra xích mích mẹ chồng nàng dâu. Hiện tại tôi và chồng đều làm việc cho một công ty nước ngoài, mức lương hậu hĩnh nên không cần phải lo lắng về vấn đề kinh tế và chúng tôi cũng sắp chào đón đứa con đầu lòng rồi. Tôi cứ nghĩ cuộc sống như vậy là hạnh phúc, là viên mãn rồi. Nhưng kể từ ngày anh trai chồng về nước, tôi không biết phải đối mặt với sự thật ra sao nữa. Anh trai chồng lấy vợ muộn, anh hơn chồng tôi 2 tuổi và mới cưới vợ được 6 tháng. Đám cưới của anh chị được tổ chức ở nước ngoài vì cả hai đi du học và gặp gỡ rồi yêu nhau ở đó. Hồi anh chị cưới, chỉ có bố mẹ chồng tôi sang, còn tôi và chồng vì lý do riêng nên không thể qua dự được. Cách đây vài tháng, anh chị thông báo chuẩn bị về Việt Nam để sinh sống. Cả nhà tôi chuẩn bị rất kỹ để đón hai người. Tôi cũng háo hức lắm vì đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh trai chồng và chị dâu. Lúc đón anh chị chồng ở sân bay, tôi đột nhiên thấy ánh mắt của chồng tôi có một điều gì đó khác lạ và chị dâu cũng thế. Tuy nhiên, tôi không nghi ngờ gì cho đến một hôm tôi dọn dẹp phòng thì tình cờ thấy một bức ảnh của chồng chụp chung với một người con gái. Người đó không ai xa lạ mà chính là chị dâu. Nhìn bức ảnh này tôi không đứng vững được nữa, quyết tâm tìm ra được sự thật. Tôi tìm gặp chị bạn thân hồi đại học của chồng, mới biết được thì ra chị dâu chính là mối tình đầu của chồng tôi. Hai người chia tay không phải vì hết yêu mà vì chị ấy đi du học. Tại sao trái đất lại tròn đến như vậy? Tại sao chị dâu lại yêu trúng anh trai của người yêu cũ như thế chứ? Chị dâu mọi thứ đều tốt, trừ cái chuyện chị ấy là người yêu cũ của chồng tôi. Bây giờ tôi đang rất bối rối, tôi không biết phải đối mặt với chị ấy như thế nào nữa. Dòng tâm sự thứ hai, 8 tiếng chờ vợ ngoài phòng sinh khiến chồng tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi những tưởng bản thân sẽ chìm đắm trong đau khổ vì lấy phải nhầm chồng. Ngày đầu tiên vào trong công ty, khi nhìn thấy anh, tôi đã thích anh ấy và tự nhủ phải cưới được người đàn ông đó. Thế nhưng quen nhau cả năm, anh ấy chẳng để ý đến tôi. Nhiều lúc anh còn mắng tôi trước mặt mọi người.
Khi anh ấy có bạn gái thì tôi buồn vô cùng, tôi muốn chuyển công ty khác cho bớt đau khổ. Sau khi bình tĩnh lại, tôi tự nhủ, không có được trái tim của anh, tôi có thể làm việc và nhìn anh mỗi ngày cũng tốt. Anh yêu được một năm thì bị bạn gái bỏ rơi bởi cô ấy tìm được một người khác phù hợp hơn. Lúc anh đau khổ nhất, tôi đã đến bên cạnh anh động viên và an ủi. Dù bị anh hất hủi, nhưng tôi vẫn lì lợm ở bên cạnh. Tôi biết anh không ưa gì mình, cố níu kéo cũng chẳng được gì, nên tôi đã cầu xin anh ấy cho tôi một đứa con. Tôi sẽ giữ kín chuyện này. Sau khi biết tôi có thai, anh ấy đã cắt đứt liên lạc với tôi. Anh còn thay đổi cả công ty để tránh gặp mặt tôi. Đến khi bụng to dần, tôi lại muốn con mình có đủ cả bố mẹ, nên tôi quyết tâm tìm đến nhà anh để cầu xin bố mẹ anh ấy giúp đỡ. Thật không ngờ, bố mẹ anh ấy rất vui mừng khi sắp có cháu nội, bắt anh ấy phải cưới tôi ngay lập tức. Trước sức ép của gia đình nên anh đã miễn cưỡng cưới tôi. Tôi cứ nghĩ khi đã thành vợ chồng rồi, anh sẽ đối xử tốt với tôi hơn. Nào ngờ anh ấy ghét tôi vô cùng. Trước mặt mọi người, chồng tôi nói năng nhẹ nhàng tử tế với vợ, còn sau lưng thì chì chiết, đai nghiến tôi bằng những lời nói khó nghe. Ban đêm anh ngủ dưới đất, còn tôi thì ngủ trên giường. Những lúc tôi ốm nghén, không ăn uống được gì, chồng tôi cũng mặc kệ, không hỏi han lấy được nửa câu. Tôi cứ tưởng cuộc đời này lấy nhầm chồng, coi như là bỏ đi. Nào ngờ đứa con sinh ra lại khiến anh thay đổi 360 độ. Tôi sinh con đến nay đã được 2 tuần. Anh rất quan tâm đến việc ăn uống của vợ. Buổi tối anh còn nấu nước tắm cho hai mẹ con. Lần đầu tiên anh công khai lương cho vợ biết và đưa hết tiền tiết kiệm từ trước đến nay cho tôi giữ. Chồng bảo ngày tôi sinh con, khi ngồi chờ tôi trong phòng sanh 8 tiếng, anh mới thấm thía sự vất vả hy sinh của tôi. Đặc biệt thấy có người bị băng huyết, anh còn lo sợ cho tôi vô cùng. Nhất là trong thời gian tôi mang thai, anh không hề ngó ngàng quan tâm đến. Thế nên anh cảm thấy có lỗi. Lấy được một người vợ tốt đâu phải dễ, có rồi thì phải biết gìn giữ, không thể sống thờ ơ hờ hững như trước được. Anh không muốn mất đi rồi mới hối hận. Những lời nói của chồng làm tôi hạnh phúc đến bật khóc. Cuối cùng chồng cũng đã hiểu được tấm chân tình của tôi rồi. Như vậy là Tasa vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Tasa xin mến chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tâm sự tiếp theo.